Kính thưa quý vị, chúng tôi là Nguyên Nam từ Wichita, Kansas. Hiện nay chúng tôi đang đứng địa điểm biểu tình của đồng hương Việt Nam. Chiều thứ Bảy, ngày 4 tháng 3 tại Wichita, Kansas, rất đông các hội đoàn đồng hương đã cùng nhau tổ chức một cuộc biểu tình rần rộ trong khuôn viên của thánh đường Osen. Sự kiện này đã được các cơ quan truyền thông địa phương như đài KTV News, báo Wichita Eagle đến lấy tin và phổ biến trong ngày các bài hùng ca đấu tranh do nhóm thanh niên trẻ Wichita đảm trách. Cuộc biểu tình được tuần hành trên đường phố với những tiếng loa vang đã đảo và lũ bán nước Cộng sản Việt Nam, tàu cộng hải quốc về nước, Formosa, Get Out Việt Nam. Cũng trong dịp này, ban tổ chức cuộc biểu tình cùng các tình nguyện viên phân phát cho người dân địa phương và khách bộ hành đến xem những tập tài liệu nói về nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam đang bị bách hại và nguy cơ mất nước trước họa xâm lăng của Trung Quốc. Một lần nữa, chúng tôi cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em được tới đây để tham dự cuộc biểu tình và cùng một lòng, cùng một hướng, cùng một tâm đầu ý hợp để cầu nguyện và xin cho nước Việt Nam được vẹn toàn lãnh thổ, dân tộc Việt Nam được hưởng thực sự tự do và thái bình. Chúng tôi là đồng hương ở Wichita, Kansas. Bữa nay chúng tôi đến đây để support cho đồng bào ở trong nước đòi nhân quyền cho Việt Nam. Để đồng lòng cùng quốc nội, đấy là một cái hành động mà chúng tôi nghĩ rằng biểu tỏ lòng yêu nước và nhớ quê hương. Hôm nay chúng tôi tham dự cuộc biểu tình là để cùng với lại 90 triệu người dân trong nước và ở hải ngoại đồng lòng đứng lên để giành lại nhân quyền và dân chủ cho toàn thể người Việt Nam chúng ta. Chúng ta nhất quyết đoàn kết trong cũng như ngoài nước thì chúng ta sẽ giữ được đất nước. Đất nước Việt Nam sẽ tồn tại, tinh thần quốc gia Việt Nam sẽ luôn luôn vững bền. Người dân Việt Nam sẽ được hãnh diện trong tương lai. Tôi cũng mong gọi rằng mời tất cả quý đồng bào trên hải ngoại chúng ta hãy cùng nhau đứng về một lập trường để chúng ta đòi lại quê hương, đừng tranh chấp hay là những thứ gì kìa này nọ nữa, mà chúng ta hãy cùng một đồng quê hương. Đó là lời kêu gọi của tôi, xin thành thật cảm ơn. And we're here to show support and asking for China to stay away from Vietnam and don't be polluting our waters from the country and try to tell everybody in our country to not to violate the human rights, the environment rights for the water, for the people that live there. So we here try in a group to show support for the Vietnamese people in the country. Kính thưa quý vị, bởi vì hôm nay tại Wichita rất là lạnh, nhưng mà đồng hương ở đây cũng phải đến đây để mà biểu dương tinh thần để đồng hành với nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi là Nguyên Nam từ Wichita, Kansas, tường trình cho FPTN.